Thưa quý vị, hôm nay Công an tỉnh Kiên Giang cũng đang củng cố hồ sơ xử lý hành chính hơn 139 đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 24 tháng 12, Công an tỉnh Kiên Giang đã đi kiểm tra quán bar Paradise ở phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá. Tại đây có 300 người, gồm 277 khách chơi và 23 nhân viên quán bar. Công an đã phát hiện có nhiều viên nén và bịch ni lông bên trong chứa ma túy tổng hợp vứt xuống dưới ghế và sàn nhà nhằm phi tang. Lực lượng công an đã đưa toàn bộ 300 người về trụ sở. Qua test nhanh có 139 đối tượng dương tính với chất ma túy tổng hợp, chủ yếu là thuốc lắc và ma túy đá.